Đây, hôm nay Ngọc Anh đi học ngày thứ hai. Ngọc Anh đi học ngày thứ hai. Thấy Ngọc Anh mặc đồ đẹp gái không, màu hồng. Đó, trường học Ngọc Anh nè. Đó, giấc sáng giờ này là 7 giờ 17 phút. Đó, 7 giờ 17 phút. Đó, đây là trường của Ngọc Anh nè. Trường là South Daytona Elementary School. Xe bắt đầu xếp hàng chạy vô. Ngọc Anh đi cửa sau nha. Ở đây xe bus đưa đưa cửa này. Đó, cứ đưa cửa bán stop đó. Còn Ngọc Anh đi bọc cái cửa sau. Đó, nhà gần tôi đi xe đạp luôn. Thấy khu này cỏ xanh mượt đẹp không? Thời tiết ở đây giờ đang mát lạnh luôn. Tới đây cửa này nhiều nữa. Đó, xếp hàng ai đi vô trước trước nha. Đó là 7 giờ gửi vô học là Ngọc Anh đi vô ăn ăn sáng, breakfast. Ăn sáng trong trường luôn coi. Nhà này nó có mấy cái chuối nó thường chưa kiến. Ngọc Anh này đi học ngày thứ hai rồi. Dạ má mi. Nó quay mấy em nhỏ. Hai em qua là được công ty. Bấm sao lên hơn không anh? Bấm sao lên quay lên trước đâu? Mẹ phải kích cái đó anh đây. Mẹ quay phim bên kia. Mẹ nó đảo là quay rồi đâu cần cái đó anh quay phim bên kia.